Thưa quý vị, nhiều hoạt động hè vui tươi, bổ ích đang được các địa phương tổ chức đoàn đội tổ chức, trong đó có các sân chơi ngoại ngữ. Được thiết kế đa dạng, phù hợp với lứa tuổi, những sân chơi này giúp thiếu nhi tỉnh nhà có cơ hội cọ sát, rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ, qua đó nâng lực hội nhập quốc tế. Sàn đấu Anh ngữ này do Hội đồng đội tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS, VUS Bà Rịa vừa tổ chức, thu hút hơn 1.600 thanh thiếu nhi trên toàn tỉnh tham gia. Đến với cuộc thi, các thí sinh được thể hiện kiến thức, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Hình thức thi đấu mỗi vòng cũng khá đa dạng, từ thi online, hùng biện trực tiếp đến thi rung chuông vàng, tạo sự gây cấn hấp dẫn cho các bạn nhỏ. Con rất thích bởi vì ta có thể vừa chơi vừa nâng cao thêm một ít về ngoại ngữ, Anh văn, nên đối với con cái đó giúp ta nâng cao hiểu biết và vui chơi vào mùa hè. Nếu được chơi sân chơi Anh ngữ như thế này thì con rất là thích luôn ạ. Còn đây là một buổi học của lớp văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản. Sinh hoạt vào thứ Sáu hàng tuần, lớp học do Câu lạc bộ Văn hóa và Ngôn ngữ Nhật Bản, Trường Trung học Phổ thông Châu Thành, thành phố Bà Rịa tổ chức, thu hút hơn 40 thanh thiếu nhi tham gia. Tụi em mong muốn là sẽ tạo ra một sân chơi khác để mà có thể giúp các bé tránh xa những thiết bị điện tử và những tác hại có thể có trong cuộc sống hàng ngày. Đến đây để chia sẻ về những niềm đam mê, hứng thú đối với văn hóa Nhật Bản. Và đồng thời đó là tụi em cũng có thể luyện được cho tụi em những kỹ năng thuyết trình trước đám đông. Tại mỗi địa phương, các tổ chức đoàn hội thanh niên còn thành lập ít nhất một câu lạc bộ ngoại ngữ. Những buổi sinh hoạt như thế này, thanh thiếu nhi không chỉ được vui chơi mà còn được rèn luyện kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ. Dạ, con nghĩ điều thú vị nhất ở đây là 100% cái trại này dùng tiếng Anh. Vì nó sẽ giống như là vừa học tiếng Anh trong lúc đang vừa chơi. Nói tóm tắt nôm na là vừa học vừa chơi luôn. Mùa hè thì con sẽ ở nhà, nhưng mà năm nay thì có cái lớp học này thì con học tiếng Nhật đây rất là thích. Từ đầu hè đến nay, các tổ chức đoàn đội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hơn 420 chương trình hoạt động rèn luyện ngoại ngữ, các hoạt động ngoại khóa, trại hè, trải nghiệm, thu hút hơn 1.700 lượt học sinh tham gia. Hè năm 2024 thì ban thường vụ tỉnh đoàn cũng muốn đẩy mạnh những cái sân chơi ngoại ngữ dành cho các em thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó thì ban thường vụ tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo cho các huyện thành đoàn cũng đã tổ chức những cái sân chơi thu hút cho các em thiếu nhi trong cái dịp hè này để cho các em thiếu nhi có thêm kỹ năng hội nhập quốc tế.